Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 19 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dâng chuông trống tại đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám. Hội thảo khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử và thành phố Hưng Yên. Ông Dương xã Hồng An, huyện Kim Động làm giàu từ nuôi bò sữa. Cần nhân rộng mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao. Đoàn thanh niên huyện Ân Thi mở 5 lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn cán bộ của Trung ương Hội và đại biểu Hội Nông dân toàn quốc do đồng chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn về dâng chuông trống tại đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đền thờ người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, vị lãnh tụ kiệt xuất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc vận động cán bộ hội viên nông dân cả nước công đức ủng hộ cung tiến chuông trống và một số hạng mục nội thất vào cụm di tích lịch sử đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám. Cơ quan Trung ương Hội và các tỉnh thành hội đã vận động hội viên thành tâm công đức cúng dường chuông trống và một số hạng mục nội thất. Tiếp đó, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm trang trại VSC của anh Ngô Đức Thắng ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Đây là một trong những mô hình kinh tế điển hình trong tỉnh với diện tích rộng 38 mẫu, phát triển chủ yếu là sản xuất kinh doanh vịt giống cây ăn quả. Lợi nhuận năm 2018 đạt trên 7 tỷ đồng. Anh Thắng hiện là chi hội trưởng, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi ở xã Phạm Ngũ Lão với 40 thành viên, doanh thu năm 2018 của chi hội nghề nghiệp chăn nuôi của xã đạt 70 tỷ đồng. Sáng nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh. Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, thành phố Hà Nội, lãnh đạo các sở ban ngành huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, đại biểu doanh nghiệp 18 tỉnh, khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chào mừng các đại biểu tới Hưng Yên tham dự hội thảo khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định hội thảo lần này rất có ý nghĩa, góp phần làm cho môi trường kinh doanh của khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ ngày càng được cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cũng sẽ là nguồn thông tin hỗ trợ cho các sở ngành, thành phố, huyện, thị xã của Hưng Yên có những quyết sách đúng đắn, các doanh nghiệp có những thông tin hữu ích giúp lựa chọn chiến lược kinh doanh hiệu quả. Trong những năm gần đây, Hưng Yên đã phát huy lợi thế, tiềm năng, tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, năm 2018, tỉnh đã kịp thời tổng kết, nhìn ra những hạn chế, bất cập, những khó khăn vướng mắc, những khiếm khuyết và đề ra những giải pháp hiệu quả để phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm tới, đồng thời đã ban hành kế hoạch để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở ngành điều chỉnh giảm mạnh về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, có những nội dung cắt giảm tới 50% thời gian theo quy định để giúp cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Chỉ số cải cách hành chính có chuyển biến tốt từ vị trí thứ 31 năm 2016 lên 27 năm 2018. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính công CPAT năm 2017 xếp thứ 47, năm 2018 đã tăng vượt bậc xếp ở hạng thứ 3 cả nước. Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin xếp hạng 29 năm 16, năm 17 là xếp hạng thứ 31 và xếp thứ 9 năm 2018. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI
duy trì ở mức trung bình cả nước xếp hạng 41 năm 17 và xếp hạng thứ 35 năm 18. Tỉnh Hưng Yên xác định có thành quả trên nhờ sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người dân trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, chỉ số PCI của tỉnh còn ở mức thấp, rất là khiêm tốn, có nguyên nhân từ thủ tục đất đai của doanh nghiệp, cơ chế chuyển nhượng từ hộ gia đình cá nhân cho các doanh nghiệp tiếp cận cực kỳ khó khăn. Do tỉnh có mật độ dân số cao nhất trong cả nước, hạn mức sử dụng đất thì rất thấp, hơn nữa đất canh tác nông nghiệp của tỉnh có giá trị rất cao nên càng ngày càng khó khăn trong vấn đề đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp tiếp cận với đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với tinh thần cầu thị, tỉnh Hưng Yên đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ để chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh. Đây là diễn đàn để toàn thể cán bộ công chức của tỉnh Hưng Yên, nhất là các đồng chí lãnh đạo của các sở ban ngành, lãnh đạo chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, thu nhận được những kinh nghiệm quý báu của các tỉnh bạn, của các cơ quan trung ương, của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và của các tỉnh bạn nhằm phấn đấu để tiếp tục cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên một cách thiết thực và hiệu quả. Trong những năm gần đây, kinh tế khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ đã đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, phát triển mạnh một số ngành lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là những ngành công nghệ cao. Qua kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cho thấy khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ là nơi có mức độ phát triển doanh nghiệp tương đối khá tốt, có tới 30% tổng số doanh nghiệp trên cả nước đầu tư. Điểm số trung bình của 10 lĩnh vực điều hành trong PCI 2018 cho thấy khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ là nơi được các doanh nghiệp đánh giá tương đối tốt ở khía cạnh tính minh bạch của môi trường kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Tuy nhiên, ở các lĩnh vực khác lại không được các doanh nghiệp đánh giá cao. Năm 2018, điểm số PCI trung bình của khu vực đồng bằng sông Hồng đạt 63,32 điểm, Đông Bắc Bộ đạt 60,61 điểm. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thực tiễn của các tỉnh, thành phố về nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, chính quyền điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả. Theo bước chân nhà đầu tư, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, kinh nghiệm trong cải cách hoạt động, đăng ký kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thì ngoài cái nhiệm vụ là tập trung vào cải cách thể chế cấp trung ương, thì cái việc điều hành và nâng cao cái năng lực điều hành của chính quyền địa phương để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hưng Yên đang có rất nhiều những cái tiềm năng cho cái sự phát triển. Và chúng tôi rất mừng là trong thời gian qua thì cái việc thu hút đầu tư của Hưng Yên đã khá thành công khi các khu công nghiệp của Hưng Yên đã được lấp đầy và rất nhiều nhà đầu tư ngoài nước từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc thì đã rất là quan tâm tới cái đầu tư về Hưng Yên. Tuy nhiên để thu hút đầu tư và đặc biệt là cái thế hệ các nhà đầu tư có cái công nghệ cao và có cái giá trị gia tăng lớn cũng như thúc đẩy cho phát triển doanh nghiệp thì tôi nghĩ là Hưng Yên cần phải tiếp tục có những nỗ lực trong việc cải cách cái môi trường đầu tư kinh doanh của mình. Và chúng tôi rất là hy vọng là với cái quyết tâm của ban lãnh đạo và với những cái kinh nghiệm chia sẻ từ cái hội nghị này, Hưng Yên sẽ có một cái chương trình hành động để nâng cao cái năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh. Tương lai thì Hưng Yên sẽ luôn luôn đóng một vai trò quan trọng như là một cái mảnh đất lành, một cái trung tâm quan trọng cho cái sự phát triển doanh nghiệp trong cả khu vực và cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về khả năng áp dụng các mô hình kinh nghiệm tốt vào địa phương và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh trong khu vực về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, vai trò của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng DDCI, bài học kinh nghiệm thực tiễn triển khai DDCI và khả năng áp dụng các kinh nghiệm xây dựng DDCI tại địa phương. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tiên Lữ và huyện Ân Thi. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lữ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo cử tri hai huyện.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri hai huyện về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, khái quát kết quả kỳ họp về việc xem xét thông qua các luật và dự án luật chuẩn bị sửa đổi bổ sung. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Cử tri hai địa phương bày tỏ sự phấn khởi vui mừng trước những thành tựu của đất nước và tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Cử tri huyện Tiên Lữ kiến nghị cần nâng cấp hệ thống mương máng, kênh tiêu xuống cấp để kịp thời tiêu úng trong vụ mùa. Việc cung ứng hỗ trợ giống vốn đến bà con còn chậm, khó khăn trong công tác vận chuyển, thu gom rác thải tại các bãi rác trung chuyển, tăng cường kiểm tra giám sát đối với lái xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thượng tướng Lê Quý Vương trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri huyện Tiên Lữ, đồng thời giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp gửi các ngành chức năng liên quan để báo cáo trả lời với cử tri tại những kỳ tiếp xúc lần sau. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lữ, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu những ý kiến của cử tri và trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền, yêu cầu huyện Tiên Lữ phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện. Tại huyện Ân Thi, cử tri kiến nghị một số vấn đề hệ thống kênh tưới, kênh tiêu của xã Hồng Quang, Nguyễn Trãi, Hồng Vân, Tân Phúc, thị trấn Ân Thi đã xuống cấp, không đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho bà con, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các bãi rác, ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải qua xã Phù Ủng, đẩy nhanh hỗ trợ giống vốn cho nông dân sau dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo an toàn giao thông tại các ngã tư giao đường dân sinh với đường tỉnh 200 trên đường nối hai đường cao tốc, tình trạng thiếu phòng học, trường học xuống cấp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giải trình làm rõ các vấn đề cử tri kiến nghị theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền để gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Minh Hoàng và Đoàn Đào huyện Phù Cừ trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Sự buổi tiếp xúc có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Cử tri phát biểu ý kiến, tập trung vào các nội dung, việc hỗ trợ giống lúa cần được triển khai sớm để kịp thời vụ, cần ngăn chặn tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, việc cung cấp nước sạch chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, tình trạng dạy thêm, học thêm còn nhiều, việc tiêu hủy vật nuôi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ở một số nơi còn sơ sài. Thay mặt các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri, đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ngày 17 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Dự điểm tiếp xúc với cử tri phường Lê Lợi và phường Lam Sơn có ông Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố Hưng Yên phản ánh tình trạng chó thả rông không được dọ mõm tại các khu vực công cộng, thiếu sân chơi thể thao cho người dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang theo chương trình 10 của Thành ủy chưa được thực hiện đồng bộ, triệt để ở tất cả các xã phường. Nhiều nơi vẫn còn thực hiện lấy lệ qua loa. Việc thi công lắp đặt ống cống trên các tuyến đường quá chậm, vật liệu phục vụ thi công để bừa bãi, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Đặc biệt, nhiều cử tri bức xúc trước tình trạng khu vực công viên An Vũ bị bỏ hoang quá lâu, gây mất mỹ quan đô thị, thậm chí là ảnh hưởng an ninh trật tự. Tại buổi tiếp xúc, ông Tạ Hồng Quảng đã tiếp thu làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân. Trước hết, các đảng viên cần nghiêm túc thực hiện. Những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp phản ánh đến các cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết. Chiều qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Hưng Yên – Belarus. Theo kế hoạch, vào ngày 21 tháng 6, đoàn nghệ thuật thiếu nhi Belarus Rovetnik sẽ đến giao lưu văn hóa và biểu diễn tại Hưng Yên. Chương trình giao lưu văn hóa Hưng Yên Belarus sẽ được tổ chức vào 19h30 phút ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của đoàn nghệ thuật thiếu nhi Belarus và thanh thiếu niên Hưng Yên biểu diễn.
Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Belarus với Việt Nam nói chung và Belarus với Hưng Yên nói riêng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã thống nhất nội dung chương trình giao lưu văn hóa và yêu cầu Văn phòng, Phòng Ngoại vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số sở ngành liên quan và thành phố Hưng Yên khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao, tổ chức đón tiếp, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, chuẩn bị điểm biểu diễn, sân khấu, các điều kiện cần thiết để chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam Belarus thành công tốt đẹp. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ khai giảng và xuất quân lớp học kỳ quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia lớp học kỳ quân đội năm nay có 160 chiến sĩ nhí đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh ở độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi, được chia làm 12 tiểu đội. Lớp học kéo dài trong 10 ngày tại trường quân sự tỉnh. Tại đây, các chiến sĩ sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, rèn luyện các tác phong, kỷ luật trong môi trường quân đội, gia tăng sản xuất các hoạt động mang tính đặc thù, ngoài thao trường, tìm hiểu về nhiều loại vũ khí được sử dụng trong quân đội, hoạt động thực tế, thăm lữ đoàn 679 vùng 1 Hải quân tại Hải Phòng. Bên cạnh đó, lớp học trải nghiệm làm bộ đội cũng có nhiều đề tài học tập về kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng hoạt động nhóm, học cách đối xử với người lớn, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Công đã trao tặng huy hiệu lớp học kỳ quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2019 cho các đại diện học viên, tặng kỷ niệm chương 10 năm lớp học kỳ quân đội, đồng thời trao cờ xuất quân lớp học kỳ quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2019. Đây cũng là năm thứ 10 tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp học kỳ quân đội, qua đó nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao khả năng tự lập thích nghi và trưởng thành trong suy nghĩ, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi dịp hè. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Với việc tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi bò sữa gần 20 năm, đến nay ông Phạm Thế Dương, xã Hồng An, huyện Kim Động là một trong những hộ có tổng đàn bò sữa nhiều nhất huyện Kim Động, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Ban đầu, gia đình ông nuôi vài con, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ đàn bò sữa đem lại. Đến nay, tổng đàn đã phát triển lên hơn 40 con. Trong chăn nuôi bò sữa, ông đặc biệt quan tâm đến việc phòng trừ dịch bệnh, sử dụng máy băm cỏ, máy phát sữa để tăng hiệu quả. Bê con tách mẹ sau thời gian nuôi từ 30 đến 36 tháng sẽ cho khai thác sữa, trung bình mỗi con cho thu từ 18 đến 30 kg sữa một ngày. Tùy theo chất lượng sữa, giá bán từ 9 đến 14.000 đồng kg. Không chỉ chủ động liên kết với doanh nghiệp thu mua sữa cho gia đình mình, ông Dương còn giúp các hộ nuôi bò sữa tại địa phương và vùng lân cận ký kết hợp đồng tiêu thụ sữa với doanh nghiệp nên giá bán luôn ổn định. Nhằm nhanh chóng đưa kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, từ năm 2016, tỉnh ta đã triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa vàng dưa lưới, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-2020. Đến nay, mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Được sự hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà lưới và hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc dưa lưới, gia đình anh Bùi Văn Phương, thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ đã mạnh dạn đầu tư 3.000 m2 nhà lưới để trồng giống dưa lưới công nghệ cao. Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả. Hiệu quả từ trồng dưa lưới nó sẽ hơn hẳn các cái loại cây khác nếu mà cùng với cái mục đích là đầu tư công nghệ cao. Với 1.000 m2 nhà lưới để trồng dưa lưới thì một năm tối thiểu nhất cũng cho lãi khoảng 120 triệu đồng. Để tạo tiền đề cho bà con ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, ngoài tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí cho một số chủ hộ có điều kiện và nhu cầu trồng dưa vàng, dưa lưới công nghệ cao. Hiện dự án đã triển khai được trên 8.000 m2. Ngoài ra, nhiều hộ dân tại địa bàn các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu cũng đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích trồng dưa lưới công nghệ cao, năng suất trung bình 100 tấn một hecta một năm. Thu nhập trên 2,5 tỷ đồng một hecta một năm, khả năng thu hồi vốn cao sau 2 đến 3 năm, cao gấp nhiều lần so với trồng cây màu. Sản phẩm sau này, chúng ta đưa ra ví dụ cây dưa vàng, dưa lưới này chẳng hạn, là sản phẩm nó rất an toàn và thị trường hiện nay tiêu thụ là rất là ổn định. Và thứ hai là nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tuyên truyền để mở rộng cái diện tích sản xuất dưa vàng, dưa lưới này giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Trồng dưa vàng, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng làm tăng năng suất, giảm chi phí lao động, phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng chất lượng quả, đặc biệt tránh được tác động bất thuận của thời tiết so với trồng ngoài đồng ruộng. Hiệu quả đem lại cao, đây sẽ là cơ sở để nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh ứng dụng và mở rộng diện tích trồng dưa lưới công nghệ cao. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.